một cái tâm rất dũng mãnh và lanh lẹ. Ngài Thiền Sư Ajahn Mun thấy lời góp ý thẳng thắn của Ngài Ajahn Sao là đúng. Tâm của Ngài quả thật không chịu yên, luôn luôn phóng nhảy và rất năng động, do đó rất khó rèn luyện và kiểm soát. Nó có chiều hướng tiến đến cực đoan, không biết đâu là điểm quân bình. Khi thì bay giọt lên tận trời cao, lúc lặn sâu thẳm trong lòng đất, rồi nhanh chóng vượt đại trùng dương. Ngay từ những ngày đầu tiên hành thiền, mỗi khi tâm Ngài đạt đến mức độ tĩnh lặng nào đó, thì trong chớp nhoáng, nó đã bị hút vào một ngoại cảnh nào đó, làm cho Ngài rất ngạc nhiên và thất vọng. Một trường hợp như vậy đã được ghi nhận ở phần trên. Hình ảnh một xác chết đổi thành phong cảnh rộng lớn, trong đó có vô vàn sắc tướng và hình thể khác nhau, vô cùng tận, liên tục xảy diễn. Thậm chí đến sau khi Ngài đã tìm ra cách đúng, tâm vẫn thường lẫn thoát giọt chạy khi nó đạt đến một mức độ nhất điểm nào đó. Nó vượt ra hay biết nhiều điều mà trước kia Ngài không bao giờ mơ tới. Đôi khi nó phóng đến những cảnh trời, thưởng ngoạn trong mấy tiếng đồng hồ những lạc thú và những vinh quang trên đó. Có những lúc khác, nó chìm xuống những khổ cảnh, đi vòng quanh nhìn xem và động lòng trắc ẩn, xót thương những chúng sanh đang đau khổ vì đã tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ. Nhiều lần Ngài tự dấn thân vào những cuộc hành trình du ngoạn như thế mà không để ý rằng mình đã phung phí bao nhiêu thì giờ. Vào lúc bấy giờ, Ngài chưa được trang bị đầy đủ trí tuệ để có thể phân biệt kinh nghiệm thực và những gì do trí tưởng tượng hay không thật. Về sau, Ngài khuyên dạy hàng môn đệ chỉ nên thử dấn thân vào những loại mạo hiểm như thế sau khi tâm đã được trí tuệ phân biện bảo vệ đầy đủ, để ngăn ngừa sự thu hút không cần thiết và ảo tưởng. Đối với một cái tâm năng động và lanh lẹ, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn thiếu chú niệm cũng đủ cho nó thoát chạy và hòa điệu với những tình thế khác nhau ở ngoại cảnh. Sau khi tâm đã được rèn luyện tinh thục và kiểm soát chặt chẽ, ta có thể chủ động gửi nó ra thâu nhận những thông điệp bên ngoài, và chừng đó nó trở thành một bảo vật vô giá. Vào những lúc ban sơ, khi Ngài còn chưa nắm vững được cái tâm lanh lẹ và vô cùng năng động, thì nó thường trốn đi chơi và gây nhiều phiền phức. Ví dụ, khi Ngài bắt nó quán chiếu thân từ đỉnh đầu đến chân, thì nó dục chạy ra khỏi thân và chui xuống đất. Lúc khác, khi Ngài kéo trở về thân, thì trong khoảnh khắc nó lại phóng lên không trung, vui vẻ hân hoan chạy tới nhảy lui, không có vẻ gì muốn trở về. Chỉ đến lúc vận dụng năng lực của niệm kéo nó về mới có thể làm cho nó vâng lời ở lại trong thân để dùng nó cho mục đích quán chiếu. Trạng thái tâm nhất điểm vào giai đoạn này vững chắc và thâm diệu đến mức niệm có thể theo kịp. Giống như một người bất ngờ rớt xuống vực sâu, trong khoảnh khắc đã lọt tới đáy, nhưng tâm chỉ ở tình trạng vững chắc và thâm sâu ấy trong giây lát. Rồi nó xuất ra khỏi đó và nhập vào một tầng an trụ thấp hơn, gọi là Upakara Samadhi, cận định. Theo nghĩa từng chữ là nhập vào sự thênh thang quanh quẩn bên trong. Rồi nó thênh thang đó đây bất định, không có kiểm soát, ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ, trong nhiều tầng tâm thức khác nhau. Lúc bấy giờ, Ngài rất bực mình khó chịu với cái tâm khinh thường mọi câu thúc, bởi vì nó còn lanh lẹ và dũng mãnh hơn sức kiềm chế của niệm. Vì đó là phần việc cá nhân thuộc về nội tâm của chính Ngài, và Ngài cũng không có ai để tham khảo ý kiến. Điều này làm cho Ngài rất thất vọng trong một thời gian. Sức mạnh của niệm phải được phát triển và tăng cường để chống trả và khắc phục cái tâm luôn luôn bay nhảy. Thời kỳ nhất quyết chiến đấu chống lại cái tâm vô cùng năng động của mình quả thật là đau khổ và đáng chán. Nhưng con ngựa hoang dại trong tâm Ngài cuối cùng đã được chế ngự. Và một khi đã chịu sự kiểm soát của Ngài và ngoan ngoãn nghe lời, thì đó là một lợi thế vô giá. Sức mạnh cực kỳ huyền diệu của nó, cộng thêm niệm và tuệ, trở thành chiếc nhẫn thần,
có thể dùng trong nhiều việc bất ngờ và gần như trong mọi mục tiêu. Ngài Phra Achan Mun quả thực gan dạ và minh mẫn một cách cao quý. Ngài có những phương pháp rèn luyện rất hữu ích cho chính Ngài và cho người khác. Về khía cạnh này, trong đức tính của Ngài, quả thực không ai trong hàng môn đệ có thể sánh bằng. Người viết đã sống với Ngài Achan Mun và đã tự bản thân chứng nghiệm, có thể khẳng định rằng Ngài quả là có một không hai. Về tính cách, Ngài là người rất hào hiệp và cũng cứng rắn không kém và không hề nao núng trong cách thực hành. Những phương pháp Ngài dùng để thuần hóa con ngựa tâm hoang dại, thay đổi một cách khéo léo để thích ứng với hoàn cảnh, đôi khi cứng rắn hăm dọa, lắm lúc dịu hiền với lời chỉ dạy nhẹ nhàng để điều hợp với cái tâm nhiều khả năng và rất ương ngạnh, chống lại mọi cố gắng để uốn nắn nó. Đó là loại tâm luôn luôn nghĩ ra vô số lý do và những việc đen tối nhằm làm thối chí hoặc sao lãng mỗi khi hành giả lơ đễnh không canh phòng, dù trong khoảnh khắc. Tất cả những khổ ải và tất cả những đình trệ này, theo Ngài Achan, là vì không có một vị thầy đầy đủ khả năng hướng dẫn hoặc ban cho một vài gợi ý hữu ích, chỉ dẫn nên theo cách nào. Lối sống của Ngài thật sự là lối sống của con người tự lập phi thường, không bao giờ cho phép mình chùn bước trước một trở ngại trên đường đạo. Đây là trường hợp một dũng sĩ đơn độc, can đảm và bền gan chiến đấu chống lại những sức mạnh to lớn như núi đang bao vây mình. Không có một chiến sĩ nào mà Ngài biết được đã trải qua đoạn đường khó khăn này để có thể cho những bài học giúp cho Ngài đỡ mất thì giờ. Ngài thường nhắc nhở chư môn đệ điểm lợi ích mọ đang được hưởng khi được ở cùng với Ngài và được Ngài khuyên bảo. Ngài khuyến cáo họ không nên quá tự tin và bất kỳ khi nào có hoài nghi thì có Ngài sẵn sàng ở đó để giúp đỡ và chỉ dạy. Trong những ngày đầu tiên hành thiền, Ngài Achan đi đến thị trấn biên giới Nakhonphanom rồi qua vùng núi tỉnh Tha Cách của Vương quốc Lào. Nơi đây, Ngài đã đạt được ít nhiều thanh bình an lạc trong tâm. Khu này có nhiều cọp dữ. Người ta nói rằng cọp ở đây dữ hơn cọp Thái Lan, phần lớn ăn thịt người và thường tấn công người Việt Nam cư ngụ trong vùng. Dù sao, những người này xem hình như thờ ơ, không mấy lưu tâm đến. Hình như không bao giờ họ học được bài học tự vệ, mặc dù vài người bạn đã bị cọp tha đi trước đó không lâu ngay trước mắt họ. Họ lại tiếp tục mạo hiểm vào những nơi mà người ta nói có nhiều cọp dữ đang gầm thét, những nơi mà bạn của họ bị cọp tha đi mấy ngày trước. Có lẽ đây là trường hợp thân quá hóa nhờn. Có một điều kỳ lạ là những người Việt Nam này không bao giờ hợp nhau lại để cứu một người bạn đang lâm nguy. Trong khi lưu ngụ nơi nào trong rừng để nghỉ qua đêm chẳng hạn, nếu người nằm gần đó bị cọp tấn công thì những người khác tung ra bỏ chạy tứ phía, mạnh ai người đấy tìm cách thoát thân, mặc cho nạn nhân ở đó cho số phận. Rồi không bao lâu sau, họ hợp nhau trở lại gần đó để nghỉ đêm, hoàn toàn thờ ơ, không nhớ gì đến thảm kịch rùng rợn mà họ trải qua trong đêm trước. Hình như họ không thông minh hơn trẻ con, không rút kinh nghiệm và đơn giản là không có tim. Người viết có một vài kinh nghiệm và quen biết những người này, có thể nói như vậy. Người ta nói, mấy người Việt Nam này đôi khi vào chặt và kéo cây gỗ ở các miền hẻo lánh xa xôi trong rừng sâu đầy cọp dữ. Đơn độc một mình hay từng nhóm, họ ở qua đêm mà không có dấu hiệu gì sợ hãi. Ban đêm họ đi vào làng hay từ làng về chỗ tạm trú, họ đi một mình hoàn toàn thản nhiên. Hỏi họ đi như vậy có sợ không? Họ nói cọp Thái Lan không ăn thịt người, vài con lại còn sợ người nữa. Họ nói bên xứ họ cọp lớn hơn nhiều và thường ăn thịt người. Chúng dữ hơn, và người đi đường mà muốn ở lại nghỉ đêm phải dựng lên một cái thung như chuồng heo. Ở một vài nơi, dân làng không dám ra khỏi nhà ban đêm. Cọp có thể tấn công người mà không sợ gì hết. Họ cho rằng mấy người Thái không dám vào rừng là nhát gan.
Dù sao, trong lúc ngài Phra Achanmun lưu ngụ tại một nơi đầy cọp dữ, không có con nào quấy rầy ngài. Chỉ thấy có dấu chân và ban đêm nghe được tiếng gầm đâu đó. Không có con cọp nào thật sự đến làm cho ngài sợ hay ăn thịt ngài. Chính ngài cũng không mấy quan tâm đến cọp, bởi vì ngài đang lo không chấm dứt đau khổ trong kiếp sống này còn hơn là sợ những con thú dữ ấy. Ngài thường kể lại cho đệ tử nghe những cuộc du hành trong vùng đất nguy hiểm. Xem những cuộc đi và những đêm lưu trú như vậy không có gì là lạ hay khác biệt với những nơi khác. Không bao giờ ngài nói gì đến kinh sợ. Ngài Phra Achanmun đi khắp đó đây trong các làng mạc và thị xã vùng Đông Bắc từ lúc mới bắt đầu hành thiền cho đến khi có đủ sức kháng chống lại sự thất thường đặc thù của cái tâm quá năng động của ngài, cũng như những kích thích của ngoại cảnh. Sau đó, ngài đi dần xuống vùng trung phần xứ Thái và nhập hạ tại Wat Patunwan. Nơi đây, ngài thường đến thọ giáo và tham khảo ý kiến với ngài Chaukunfra Upali Gunupamakariya Sirikando tại Wat Boromnivas tại Bangkok. Sau mùa an cư kiết hạ, ngài lên thị xã Lopburi và lưu ngụ tại nhiều động đá như động Phai Quang, núi Khao Rangam và động Sinto, sư tử. Ở tất cả những nơi này, ngài tăng cường nỗ lực, thường xuyên trao dồi thiền định và thiền tuệ. Tâm ngài đều đặn vững chắc dũng mãnh, chống trả những ảnh hưởng của nội tâm và ngoại cảnh với thiền định phát triển khả quan và tuệ minh sát càng sắc bén sâu đậm tương ứng. Đối với cái tâm như thế, tất cả mọi sự vật đều là sự rèn luyện và bài học nhằm nâng lên một tầng cao hơn, tuệ minh sát càng thâm sâu hơn. Thỉnh thoảng ngài đi đến chùa Wat Boromnivas để thọ lãnh những lời khuyên của ngài Fra Upali, rồi ngài lại ra đi tìm nơi vắng vẻ. Lần này đến động Sarika tại Khao Yai, núi lớn trong tỉnh Khagon Nayok. Mạo hiểm tại động Sarika. Ngài lưu ngụ tại động Sarika một năm, và những gì xảy ra trong thời gian ấy đặc biệt đáng chú ý, cả về chuyện xảy ra bên ngoài và phát triển nội tâm. Khi đến một ngôi làng ở gần động, tên làng này có lẽ là Ban Lui, ngài nhờ dân làng đưa đến động ở trên núi. Tuy nhiên, người trong làng không muốn đưa ngài đi. Họ nói rằng nơi ấy rất khủng khiếp, và họ kể cho ngài nghe chuyện nhiều vị sư trước kia đã đến đó cư ngụ và ngã bệnh trầm trọng phải dời đi. Vài vị đã chết vì bệnh. Người ta tin rằng một con quỷ lớn có nhiều uy quyền đã chiếm cứ động ấy làm của riêng. Con quỷ lớn ấy dùng thần lực chống lại bất cứ ai đến trú ngụ tại động của nó, nhiều khi làm người ta sợ đến chết. Dường như nó thích thách thức những vị tỳ khưu nào dám lai vãng vào lãnh thổ của nó, dù vị ấy khôn ngoan tài giỏi, bùa phép hay huyền thuật thế nào, rồi cũng thình lình lâm trọng bệnh hoặc chết sớm một cách bất ngờ. Dân làng không muốn đưa ngài đến đó, e rằng ngài cũng sẽ vong mạng như bao nhiêu vị tỳ khưu trước. Ngài Achanmun hỏi dân làng, con quỷ lớn ấy làm thế nào cho mình biết nó? Họ nói rằng ngay trong đêm đầu, bất cứ ai đến cư ngụ tại động sẽ nằm mơ thấy con quỷ to và đen ấy đến với họ. Mặt nó nhăn lại, trông dữ tợn, lộ vẻ muốn giết mình. Rồi con quỷ lớn tuyên bố rằng nó là chủ, là thần bảo vệ động, là người duy nhất thống trị lãnh địa này. Nó sẽ không dung tha kẻ xâm phạm và sẽ tức khắc đánh đuổi bất kể ai xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Và đa số những người mạo hiểm vào đó đều không ở được lâu. Nghe nói có vài vị đã rời ngay sau đêm đầu tiên, mặt mày hốt hoảng kinh sợ gần như điên, thề không bao giờ trở lại nữa. Những vị khác thì chết luôn trong đó. Cách đây không lâu, có bốn vị tỳ khưu khoe mình bùa phép cao cường khi mới đến, cùng lên động và rồi không bao giờ thấy các vị ấy nữa. Đó là câu chuyện động Sarika, nơi mà người ta đồn là có chứa một miếng kim loại nhiều thần lực, làm nhiều người muốn lên động
nhưng chẳng có ai tìm được gì. Câu chuyện của dân làng không làm cho ngài Achanwun ngã lòng. Ngài nhất quyết đến tận nơi để chính tự mình diện kiến bất cứ gì xảy ra. Thay vì bị cơn sợ áp đảo, ngài xem đó là cơ hội để trau dồi chú niệm và học những bài học quý giá. Ngài khiêm tốn nói với dân làng rằng câu chuyện mà họ tường thuật quả thật vô cùng khủng khiếp, nhưng ngài vẫn muốn lên đó một lần. Nếu thấy quá đỗi ghê sợ, ngài sẽ trở về, nhưng ngài muốn người làng đưa đến đó. Ngài nói đã từ lâu ngài có ý định đến ngắm cảnh ngoạn mục của chốn này, và vì ngài vẫn yêu cầu, dân làng cuối cùng bằng lòng đưa đi. Dấu hiệu nhuốm bệnh đầu tiên. Hai ba đêm đầu tiên ở động không xảy ra chuyện gì. Thân và tâm ngài nghỉ ngơi thoải mái do cảnh vật hoàn toàn yên vắng và cô tịch. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng kêu của vài con thú hoang trong khu rừng. Qua đêm hôm sau, ngài bị đau bụng, chứng bệnh mà trước kia đã có lần bị, nhưng lần này hình như trầm trọng hơn nhiều. Đôi khi ngài đại tiện ra máu và có vẻ như hoàn toàn không tiêu được thức ăn, ăn gì tiêu ra y như vậy. Ngài nhớ đến lời kể của dân làng về câu chuyện bốn vị tỳ khưu đã chết tại đó. Ngài nghĩ rằng nếu bệnh mãi kéo dài thế này, rất có thể ngài là vị tỳ khưu thứ năm. Vào buổi sáng, khi vài dân làng ghé lại viếng thăm, ngài nhờ họ lấy rễ và cây quanh động sắc cho một món thuốc nam, nhưng thuốc vô hiệu. Tình trạng đau bụng ngày càng thêm trầm trọng, thân càng yếu dần và ý chí rõ ràng mòn mỏi. Trong khi uống thuốc, ngài cố gắng tự khích lệ mình, nghĩ rằng nếu đúng thuốc, ắt nó phải có công hiệu. Nhưng sau nhiều ngày vẫn không thấy hiệu quả gì, vậy thì uống thuốc nữa ích gì? Nghĩ đến đấy, ngài quyết định ngưng uống thuốc thông thường mà tìm cách chỉ tự chữa trị bằng giáo pháp, dù thân có thế nào. Ngài tự nhủ, hãy để cho thân này chết tại đây, trong động này, nếu sức mạnh của pháp không đủ để chữa trị. Ta đã tiến bộ khá xa trong pháp hành để vững lòng tin nơi đạo, quả và niết bàn. Tại sao ta thối chí và suy nhược vì cơn đau khổ này? Nếu mới có từng này đau khổ mà ta đã chịu thua, thì còn hy vọng gì khi thể xác tan rã, khi hết cơn đau này đến cơn đau khác dồn dập, đập tan các dòng phòng thủ của ta ra từng mảnh. Nghĩ như vậy, ngài ngừng uống thuốc và bắt đầu hành thiền, chỉ nương nhờ nơi oai lực của giáo pháp để chữa trị. Bám níu vào sự sống được buông bỏ, nhờ đó thân được phép trải qua quá trình chữa bệnh tự nhiên của nó. Chú niệm và trí tuệ cùng hợp với đức tin và tinh tấn đập mạnh vào tâm. Cái tâm vốn không chết nhưng luôn sợ chết. Không còn quan tâm đến bệnh xem có chữa được nó hay không, hoặc nó có hủy hoại cơ thể này không nữa, mà mắt phân tách của trí tuệ hướng vào Vedana, cảm giác hay cảm xúc đau khổ, và các tập hợp khác, uẩn, khanda, được phân tích cặn kẽ. Thân, rupa, sắc, cảm giác, Vedana, thọ, nhận thức, sana, tưởng, và hoạt động tâm linh, sankhara, hành. Tất cả đều được phô bày tỏ rõ để niệm và tuệ khảo sát tỉ mỉ, liên tục đào sâu và khám phá thêm nhiều chân lý uyên thâm. Cuộc chiến ác liệt bắt đầu từ hoàng hôn đến nửa đêm và chấm dứt với cái tâm đầy năng lực, đủ khả năng nhận thức bản chất thiên nhiên của các uẩn, luôn cả nỗi đau đớn nhức nhối muôn phần tự nó biểu hiện trong thân. Cơn bệnh hoàn toàn tan biến và tâm ngài an trú trong trạng thái tuyệt đối không lay chuyển của nhất điểm tâm. Đến đây chấm dứt ba điều: nỗi đau nhất, cơn bệnh và sự phản ứng của tâm. Sau đó, khi tâm xuất ra khỏi trạng thái ấy và trở vào một trạng thái kém thâm sâu hơn, phản ứng nhiều hơn đối với thân, gọi là upakara, cận định, thì hình như có một ánh sáng phát ra từ thân ngài. Và do ánh sáng ấy,
ngài thấy một người đen đúa to lớn, độ 10 thước bề cao. Người ấy cầm trong tay một thiết trượng dài khoảng 4 thước và to khoảng bằng chân ông ta. Người ấy hầm hừ đến gần ngài và nói: "Nếu sư không rời khỏi chỗ này, tôi sẽ đập nát sư với cây thiết trượng to lớn này. Tôi đã từng đập nát một con voi chỉ bằng một trượng thôi." Ngài Achanwun đàm thoại với người ấy bằng thần giao cách cảm. Ngài hỏi: "Tại sao ông muốn giết tôi? Nào tôi có làm gì sai quấy? Vì sao tôi đáng phải chịu tử hình trong khi không làm gì tổn hại ai ở đây?" Con quỷ to trả lời: "Từ lâu ta được phép cai quản hòn núi này và sẽ không dung tha kẻ nào dám thách thức hoặc cố gắng khuất phục ta. Nhưng nào tôi có thách thức ai, tôi cũng không cố gắng khuất phục ai." Ngài A-chan nói: "Tôi đến đây chỉ để thách thức và khuất phục những ô nhiễm ngự trị trong tâm con người. Ông không nên gây tổn hại đến tôi là một tỳ khưu, đệ tử của Đức Phật mà tâm từ tỏa rộng khắp tam giới." Rồi ngài nói tiếp: "Nếu thật sự ông có nhiều thần thông như đã khoe, vậy thì ông có bùa phép nào vượt ra ngoài nghiệp, Kama và giáo pháp, Dhamma, vốn là những định luật rộng lớn chi phối toàn thể chúng sanh trong tam giới?" "Không," quỷ trả lời. "Đức Phật có quyền năng diệt sạch trong tâm ngài lòng ham muốn thống trị và làm hại người khác. Ông có quyền năng như vậy không?" "Không," quỷ thú nhận. Ngài Phra Achanwun mở lời khuyên dạy, chỉ rõ cho con quỷ thấy rằng năng lực của nó nếu có thì cũng là thô và tàn bạo, chỉ gây tổn hại cho chính nó. Năng lực như thế chỉ đem lại kết quả đáng sợ, vì ông không nhận thức được rằng trong khi tiêu diệt người khác, ông chỉ tàn phá chính ông. Đó quả thật là gây nghiệp bất thiện rất nặng. Tôi là một tỳ khưu, noi theo con đường chân chính vì lợi ích cho cả tôi và những người khác. Đó là ước nguyện của tôi. Bây giờ ông đến với ý định gây tổn thương và giết tôi mà không nghĩ rằng tội ác này sẽ lôi ông vào khổ cảnh. Tôi không lo ngại nhiều cho đời tôi, nhưng thương ông sẽ phải bị sa đọa vì lầm tin nơi quyền năng huyền ảo của mình. Hãy dừng tay lại và suy ngẫm, xét coi trên thế gian này có quyền năng nào có thể chống lại hậu quả của nghiệp bất thiện mà ông sắp thực hiện không? Ông có quyền năng nào đối với hòn núi này mà cao hơn nghiệp và giáo pháp không? Nếu có thì ông muốn làm gì tôi cũng được. Tôi không sợ chết, vì dù sao tôi cũng phải chết khi thời điểm đến, dù ông có cố gắng giết tôi hay không. Thế gian này là nơi của những người phải chết, trong đó có cả ông, ảo tưởng về sức mạnh nhất thời của mình." Trong suốt thời gian ngài Achanwun khuyên dạy, quỷ hình như chết cứng, không cử động hoặc nói nên lời. Nếu nó là người thì ắt sợ hãi khủng khiếp và xấu xa hổ thẹn trong sự thất bại của mình. Nó say mê đứng lắng tai nghe đến cùng những lời vừa dạy vừa khiển trách của ngài Achan. Sau cùng nó dứt bỏ thiết trượng xuống, hàng phục và hóa thành một Phật tử hiền lành với tâm đạo nhiệt thành theo cỡ một người thường, và tạ lỗi cùng ngài vì đã có những cử chỉ cục cằn vô lễ và những ý định hung tợn xấu xa. Quỷ nói: "Vào mấy hôm trước, khi vừa thấy ngài thì tôi đã hết sức kinh ngạc và bất ngờ. Tôi bị một làn ánh sáng mạnh mẽ và kỳ diệu hình như từ thân ngài phát ra quật mạnh vào. Nó có một hiệu lực lạ thường làm suy yếu và tê liệt như ý định hung bạo của tôi. Giây phút bị bao phủ trong làn ánh sáng vô cùng cảm kích ấy, tôi cảm thấy nhàm chán, không còn muốn làm gì xúc phạm đến ngài. Tôi không hiểu tại sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy." "Dù sao ngài có thể tin chắc một điều là các hăm dọa của tôi chỉ là giả vờ, không thật. Những ma quỷ trong vùng này coi tôi là chúa, tôi phải làm ra vẻ như vậy để họ thấy quyền uy. Chúng tôi thường dùng năng lực để làm những việc xấu xa hung tợn. Đã là chúa tể thì dù muốn dù không, tôi phải làm gì đó để bảo vệ danh tiếng của mình.
Sau khi đã được tắm sạch trong ánh sáng ấy, tôi không còn ý định nào muốn làm tổn thương Ngài. Cầu xin Ngài A-chan từ bi, tha thứ những lỗi lầm nào mà tôi đã phạm đến trong ngày hôm nay. Cầu xin Ngài mở lượng khoan hồng làm nhẹ bớt, dời đi gánh tội lỗi nặng trĩu, quá nặng mà tôi đã mang trên vai. Rồi Ngài A-chan hỏi quỷ, giờ đây là một thiện nam nhiệt thành, xem có phải chịu đau khổ không, vì có thân phi vật lý, không phải gần càng nặng nhọc như người. Ngoài ra, không phải vất vả làm ăn sanh sống hay tìm chỗ trú ngụ như người. Người thiện nam sùng đạo trả lời, nhìn ngoài mặt thì hình như vậy, nhưng thật sự nói cho đúng, không cảnh giới nào là khỏi đau khổ một cách tuyệt đối. Khổ nhiều hay khổ ít vẫn phải khổ. Cuộc đàm thoại giữa quỷ và Ngài A-chan còn kéo dài về vấn đề thần bí, nhưng quá thâm sâu để có thể ghi lại hết nơi đây. Tác giả xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc về sự thiếu sót này. Khi cuộc đàm thoại chấm dứt, vị thiện nam huyền bí, trước kia là con quỷ hung tợn, lấy làm cảm kích với giáo huấn của Đức Phật, xin quy y Tam Bảo với Ngài Phra A-chan và tự xem mình là một Phật tử, đệ tử của Ngài. Ông hứa sẽ hết lòng bảo vệ Ngài và bày tỏ lòng chân thành, ước mong Ngài lưu ngụ vĩnh viễn tại động. Ông sẽ canh phòng, không để ai phá quấy làm hại Ngài. Trong thực tế, ông ta không phải là con quỷ đen to lớn, mà chỉ giả dạng hiện ra cho Ngài A-chan trông thấy trong khi ngồi thiền. Thật sự, ông là người đứng đầu chư thiên trên quả địa cầu. Rukadeva, đúng theo nghĩa từng chữ là thần cây, với một nhóm đông tùy tùng trong vùng rừng núi của nhiều thị trấn trong vùng, như tỉnh lỵ Nakhonayok. Ngài A-chan nhập toàn định, Apana Samadhi, trạng thái tâm vững chắc an trụ vào đề mục vào khoảng nửa đêm. Lúc xuất ra khỏi trạng thái ấy, Ngài đàm thoại với con quỷ hối cải đến 4 giờ sáng. Khi Ngài xuất ra khỏi trạng thái cận định, Upakara Masadi để nói chuyện, thì cơn bệnh đau nhức hoành hành trước khi nhập định đã hoàn toàn tan biến. Bây giờ, Ngài không cần dùng thuốc theo quy ước chế định của thế gian, mà tự chữa trị bằng sự hiệu quả trị liệu của giáo pháp Dhamma. Ngài tiếp tục hành thiền đến sáng, không cần ngủ nghỉ, vì những mệt mỏi đau đớn lúc trước đã được thay thế bằng sức mạnh và sanh lực. Ngài A-chan lúc bấy giờ cảm nhận và hiểu biết nhiều điều kỳ diệu cùng một lúc. Trước tiên, oai lực của giáo pháp với khả năng cảm hóa một chúng sanh trong cảnh vô hình, đem họ về con đường chân chánh. Thứ nhì, tâm Ngài đã nhập vào trạng thái không lay chuyển, hạnh phúc an lạc trong nhiều giờ. Trong thời gian ấy, bao nhiêu điều huyền diệu của tâm cao thượng đã tràn ngập đến Ngài. Thứ ba, chứng bệnh trầm kha làm cho Ngài khó chịu trong nhiều ngày đã hoàn toàn chấm dứt. Thứ tư, tâm Ngài đã đạt đến một tầng mà nhiều hoài nghi đã được sáng tỏ. Thứ năm, vật thực mà Ngài độ sau đó trong buổi sáng đã được tiêu hóa bình thường. Và cuối cùng, nhiều loại kiến thức đã phát sanh đến mà trước kia không bao giờ Ngài mơ tưởng, cả cho việc diệt trừ ô nhiễm và cách áp dụng những phương pháp ấy để diệt trừ ô nhiễm cho những cá nhân có tâm tính hay khuynh hướng khác nhau. Các đêm sau, Ngài an nghỉ yên lành với tâm hỷ lạc tĩnh lặng và thân hoàn toàn khỏe mạnh, không còn chi khuấy động nữa. Quá nửa đêm, Ngài tiếp đón một nhóm đông chư thiên trên quả địa cầu từ nhiều nơi trong vùng, được vị thiện tín trước ghi là quỷ, người cầm đầu của họ, hướng dẫn đến đảnh lễ. Lúc nào không có khách thì Ngài vui trong hỷ lạc từ nỗ lực tinh tấn hành thiền.